Trước năm 218 trước Công Nguyên, Việt Nam chưa có chính sử. Lúc này, truyền thuyết và lịch sử còn hòa quyện vào nhau. Người ta thường hay nhắc tới các truyền thuyết về Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Phù Đổng Thiên Vương, Sơn Tinh, Thủy Tinh nhằm giải thích nguồn gốc và sự đấu tranh để tồn tại của dân tộc. Từ năm 257 đến 208 trước Công Nguyên, Thục Phán, thủ lĩnh người Âu Việt, hợp nhất với nước Văn Lang của Lạc Việt, đặt quốc hiệu nước là Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương. Thời kỳ này, lịch sử được tái hiện thông qua lăng kính truyền thuyết với việc An Dương Vương xây thành Cổ Loa. Từ năm 217 đến 111 trước Công Nguyên, Chữ Đà, gốc người Hán, thân tính Âu Lạc. Sự kiện này cũng được thể hiện qua truyền thuyết về mối tình Trọng Thủy Mỹ Châu. Sau khi chiếm được Âu Lạc, Triệu Đà lập nước Nam Việt, nhà Triệu kéo dài 97 năm. Năm 113, nội tình nhà Triệu rối ren, nhà Hán thừa cơ đưa quân sang đánh Nam Việt, rồi đổi tên Nam Việt thành Giao Chỉ. Từ năm 207 trước Công Nguyên đến 39 sau Công Nguyên, Việt Nam sống dưới ách đô hộ của nhà Hán. Từ năm 40 đến năm 43, khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sau thắng lợi, Trưng Chắc lấy ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh. Năm 41, Mạ Viện mang 20 vạn quân sang xâm lược nước ta. Năm 43, Hai Bà Trưng thất bại, phải nhảy xuống sông Hát Giang tuẫn tiết. Từ năm 43 đến năm 543, Việt Nam sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. Thời gian này, có cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu chống quân Đông Ngô. Bà Triệu tự xưng là Đại Hải Bà Vương, đánh nhau với tướng Đông Ngô là Lục Dân nhưng thất bại. Từ năm 544 đến năm 548, khởi nghĩa của Lý Bí năm 544. Lý Nam Đế xưng vương, đặt tên nước là Vạn Xuân. Từ năm 548 đến năm 571, Triệu Quang Phục tiếp tục kháng chiến chống quân Lương và lên ngôi vua là Triệu Việt Vương. Từ năm 571 đến năm 602, Lý Phật Tử họ hàng với Lý Nam Đế tiêu diệt Triệu Việt Vương và lên ngôi. Thời kỳ này, phong kiến phương Bắc là nhà Tùy sang xâm lược. Lý Phật Tử đầu hàng, Việt Nam bị nhà Tùy đô hộ. Năm 722, khởi nghĩa Mai Thúc Loan. Sau này, cuộc khởi nghĩa thất bại, nước ta chịu sự đô hộ của nhà Đường. Từ năm 791 đến năm 802, khởi nghĩa Phùng Hưng thắng lợi. Năm 802, nhà Đường tấn công, Việt Nam lại chịu sự đô hộ của nhà Đường. Từ năm 905 đến năm 938, thời kỳ xây dựng nền tự chủ bắt đầu với chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ. Sau đó tiếp nối là Khúc Thừa Hạo, Khúc Thừa Mỹ, Dương Đình Nghệ. Từ năm 939 đến năm 944, Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, lên ngôi vua và đóng đô ở Cổ Loa. Từ năm 944 đến năm 950, Dương Tăng Kha cướp ngôi và xưng vương. Từ năm 950 đến năm 965, con của Ngô Quyền là Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha, giành lại ngôi vua cho nhà Ngô. Từ năm 966 đến năm 968, loạn 12 sứ quân. Từ năm 968 đến năm 980, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân lên ngôi, hiệu Vinh Thiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cô Việt, lấy Hoa Lư làm kinh đô. Năm 979, Đinh Thiên Hoàng bị Đỗ Thích giết, con là Đinh Toàn, mới 6 tuổi, được triều thân đưa lên ngôi. Từ năm 980 đến năm 1005, nhà Tống xâm lược Việt Nam, Thái hậu Dương Văn Nga, mẹ của Đinh Toàn, mời Lê Hoàn lên ngôi để chỉ huy nhân dân chống Tống. Lê Đại Hành lên ngôi, đóng đô ở Hoa Lư năm 1005. Lê Đại Hành mất. Từ năm 1005 đến năm 1009, thời đại của Lê Trung Tông và Lê Ngoại Triều. Từ năm 1010 đến năm 1028, Lý Công Uẩn được Triều Thần Tôn lên Hoàng đế sau khi Lê Ngoại Triều mất. Năm 1010, Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn cho rời đô về Thăng Long, Hà Nội ngày nay, mở đầu cho thời kỳ phát triển văn hóa Thăng Long. Từ năm 1028 đến năm 1054, triều đại của Lý Thái Tông. Từ năm 1054 đến năm 1072, triều đại của Lý Thánh Tông. Từ năm 1072 đến năm 1128, triều đại của Lý Nhân Tông. Thời kỳ này gắn liền với các chiến công của Lý Thường Kiệt, đánh quân Tống và các thắng lợi trên mặt trận ngoại giao của Thái sư Lê Văn Thịnh.
từ năm 1128 đến năm 1138, triều đại của Lý Thần Tông. Từ năm 1138 đến năm 1175, triều đại của Lý Anh Tông. Thời kỳ này, triều chính rối loạn, nhưng nhờ có các trung thần nên cơ đồ nhà Lý vẫn được giữ vững. Từ năm 1176 đến năm 1210, triều đại của Lý Cao Tông. Thời kỳ này, chính sự đổ nát, giặc giã, đói kém liên miên. Nhà Lý bắt đầu suy thoái. Từ năm 1211 đến năm 1225, triều đại của Lý Huệ Tông và Triều Hoàng. Thời kỳ này, triều chính rối ren, lòng người ly tán, nhà Lý không còn đảm đương được vai trò lịch sử nữa. Trần Thủ Độ cùng những người thân tín trong họ nhà Trần làm một cuộc đảo chính cung đình hợp pháp thông qua các cuộc hôn nhân giữa công chúa Chiêu Thánh và Trần Cảnh, bắt ép công chúa nhường ngôi cho chồng. Từ năm 1225, bắt đầu triều đại nhà Trần. Từ năm 1225 đến năm 1258, triều đại của Trần Thái Tông. Năm 1258, kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Dân ta đã dùng chiến tranh du kích, vươn không nhà trống để tiêu hao sinh lực địch. Sau đó tổ chức phản công ở Đông Bộ Đầu. Quân Nguyên thua, phải rút chạy về nước. Từ năm 1258 đến năm 1278, triều đại của Trần Thánh Tông. Thời kỳ này, triều Trần khuyến khích khai khẩn đất hoang, mở mang các điền trang thái ấp, mở các khoa thi để lựa chọn nhân tài, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với triều đình phong kiến phương Bắc. Từ năm 1279 đến năm 1293, triều đại của Trần Nhân Tông. Năm 1285, kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai, sau các chiến thắng Trương Dương, Thảm Tử, Tây Kết, Vạn Kiếp. Tháng 6 1285, giải phóng kinh đô Thăng Long. Năm 1288, kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba. Sau trận chiến trên sông Bạch Đằng, đất nước được giải phóng. Chiến thắng lịch sử gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Từ năm 1293 đến năm 1314, triều đại của Trần Anh Tông. Đây là một thời kỳ thái bình thịnh trị của Vương triều Trần. Từ năm 1314 đến năm 1329, triều đại của Trần Minh Tông. Từ năm 1329 đến năm 1341, triều đại của Trần Hiến Tông. Từ năm 1341 đến năm 1369, triều đại của Trần Dụ Tông. Chính sự bắt đầu đổ nát, gian thần rất nhiều. Từ năm 1370 đến năm 1372, triều đại của Trần Nghệ Tông. Quân Trương Thành đánh vào kinh đô, nhà vua phải lánh nạn. Sau đó, người mua cho em là Trần Duệ Tông. Từ năm 1372 đến năm 1377, triều đại của Trần Duệ Tông. Vua đem quân đi đánh Chiêm Thành và chết trong chiến trận. Từ năm 1377 đến năm 1388, triều đại của Trần Phế Đế, Hồ Quý Ly bắt đầu thao túng triều đình. Từ năm 1388 đến năm 1398, triều đại của Trần Thuận Tông. Thời kỳ này, quyền hành thực chất nằm trong tay Hồ Quý Ly. Từ năm 1398 đến năm 1400, triều đại của Trần Thiếu Đế. Năm 1400, Hồ Quý Ly ép Thiếu Đế nhường ngôi, triều đại nhà Trần chấm dứt. Từ năm 1400 đến năm 1401, triều đại Hồ Quý Ly. Nhiều cải cách táo bạo được thực thi như mở mang thi cử, phát hành tiền giấy, tăng cường quân đội thường trực, định ra hình luật. Tuy nhiên, các cải cách này không được sự ủng hộ của toàn dân. Từ năm 1401 đến năm 1407, triều đại Hồ Hán Thương, nhưng thực chất Hồ Quý Ly vẫn cầm quyền, quân Minh sang xâm lược. Từ năm 1407 đến năm 1414, thời kỳ hậu Trần gồm các triều đại của Giản Định Đế và Trung Quang Đế chống quân Minh nhưng không thành công. Từ năm 1428 đến năm 1433, thời kỳ mở đầu triều đại Lê Sơ bắt đầu từ triều đại của Lê Thái Tổ, Lê Lợi. Năm 1418, Lê Lợi khởi binh. Năm 1427, quân Minh thua, phải rút quân. Năm 1428, Nguyễn Trãi thay mặt vua viết Bình Ngô Đại Cáo, một bản tuyên ngôn độc lập của nước ta, khẳng định chủ quyền, cương vực, đánh dấu một sự phát triển mới trong lịch sử dựng và giữ nước. Từ năm 1433 đến năm 1442, triều đại của Lê Thái Tông. Thời kỳ này có một vụ án lịch sử lớn, Chu Di Tam Tộc, Nguyễn Trãi. Từ năm 1442 đến năm 1459, triều đại của Lê Nhân Tông.
Thời kỳ có loạn, Lê Nghi Dân, nhà vua bị giết năm 19 tuổi. Từ năm 1460 đến năm 1497, triều đại của Lê Thánh Tông. Đây là thời kỳ thịnh trị của triều Lê với sự ra đời của bộ luật Hồng Đức, một bộ luật hoàn chỉnh có nhiều điểm tiến bộ. Từ năm 1498 đến năm 1504, triều đại của Lê Hiến Tông. Từ năm 1504 đến năm 1509, triều đại của Lê Túc Tông, sau đó là Lê Uy Mục. Từ năm 1509 đến năm 1516, triều đại của Lê Tương Dực, nhà Lê suy thoái. Từ năm 1516 đến năm 1522, triều đại của Lê Chiêu Tông, đại thần Mạc Đông Dung phế Lê Chiêu Tông, dựng Lê Cung Hoàng lên ngôi. Từ năm 1522 đến năm 1527, triều đại Lê Cung Hoàng, nhưng quyền hành thực chất nằm trong tay họ Mạc. Từ năm 1527 đến năm 1529, Mạc Đăng Dung lập nên triều Mạc. Từ năm 1530 đến năm 1592, các triều đại Mạc Đăng Doanh, Mạc Phúc Hải, Mạc Phúc Nguyên, Mạc Mậu Hợp. Từ 1533 đến 1789, triều đại Hậu Lê, Lê Trung Hưng. Nhờ Trịnh Tùng, Mạc Mậu Hợp bị bắt, nhà Mạc trầm sức, vai trò của nhà Trịnh nổi lên và bắt đầu thời kỳ vua Lê chúa Trịnh. Thời kỳ cuối cùng của nhà Lê Trung Hưng, triều đình nát bét. Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc giải Trịnh, đưa Lê Duy Cận lên làm giám quốc. Lê Chiêu Thống vì quyền lợi cá nhân sang cầu viện nhà Mãn Thanh. Quân Thanh kéo quân vào xâm lược Việt Nam. Năm 1789, trận Đống Đa, quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ đã chiến thắng quân Thanh, giành độc lập cho Tổ quốc. Năm 1792, vua Quang Trung Nguyễn Huệ từ trần. Từ đây, triều đại Tây Sơn bắt đầu suy thoái. Từ năm 1793 đến năm 1802, triều đại của Cảnh Thịnh, con vua Quang Trung, chính sự rối loạn do nhà vua tin lời gian thần. Năm 1800, Nguyễn Ánh đánh Quy Nhơn. Năm 1801, Nguyễn Ánh đánh Phú Xuân. Năm 1802, Nguyễn Ánh đánh Kinh Thành Thăng Long, triều Tây Sơn chấm dứt. Từ năm 1802 đến năm 1945, triều đại của nhà Nguyễn bắt đầu từ Nguyễn Ánh ra Long. Nếu tính các chúa Nguyễn, bắt đầu từ Nguyễn Hoàng, 1558, nhà Nguyễn tồn tại ở miền Nam 367 năm. Từ năm 1802, sau khi diệt xong nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy niên hiệu là Gia Long, đóng đô ở Phú Xuân Huế. Năm 1820 đến năm 1840, triều đại của Minh Mạng. Từ năm 1841 đến năm 1847, triều đại của Thiệu Trị. Từ năm 1847 đến năm 1883, triều đại của Tự Đức. Năm 1858, Pháp nổ súng xâm lược Nam Kỳ. Năm 1883, Hòa ước Quý Mùi. Năm 1885, Hòa ước Paternotte. Việt Nam bị chia làm 3 miền, Bắc, Trung, Nam, chịu sự bảo hộ của Pháp. 1883, triều Dục Đức chỉ tồn tại trong 3 ngày. Năm 1883, tháng 6 đến tháng 11, triều đại Hiệp Hòa tồn tại trong 6 tháng. Năm 1883 đến năm 1884, triều Kiến Phúc tồn tại trong 8 tháng. Năm 1884 đến năm 1885, triều đại của Hàm Nghi nhà vua ra chiếu Cần Vương, kêu gọi nhân dân chống Pháp. Năm 1885 đến năm 1888, triều đại Đồng Khánh. Năm 1889 đến năm 1907, triều đại của Thành Thái. Nhà vua có ý thức tự cường nên không được thực dân Pháp chấp nhận. Năm 1907, nhà vua bị ép phải thoái vị. Năm 1907 đến năm 1916, triều Duy Tân, nhà vua chống Pháp quyết liệt, định tổ chức khởi nghĩa thì bị lộ. Nhà vua bị Pháp đẩy sang đảo Réunion. 1916 đến 1925, triều Khải Định, một triều vua bù nhìn mặt hạng nhất. 1926 đến 1945, triều Bảo Đại. Năm 1945, Bảo Đại thoái vị, chấm dứt chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm ở Việt Nam. Ngày 3 tháng 2, 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Ngày 2 tháng 9, 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. 1946, toàn quốc kháng chiến. Năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ, Pháp phải ký Hiệp định Geneva
lập lại hòa bình ở Đông Dương. 1960, đồng khởi, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời. 1968, tổng tiến công Tết Mậu Thân, Mỹ tăng cường chiến tranh phá hoại miền Bắc. 1972, chiến thắng B-52, Mỹ phải họp hội nghị ở Paris. Ngày 27 tháng 1 1973, ký hiệp định hòa bình và chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ rút quân. Ngày 30 tháng 4 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Ngày 2 tháng 7 1976, Quốc hội khóa 6, kỳ họp thứ nhất, quyết định đổi tên nước ta thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.